là thị nữ đi theo Kim Ngọc Nghiên từ Ngọc Thị Mậu Quốc. Trinh Thục được biết đến là một người tinh thông y thuật, có tài giả chữ viết, trợ giúp rất nhiều cho chủ nhân về mặt y lý. Có vẻ như vì là một tay sai đắc lực, Trinh Thục luôn được diện những trang phục sặc sỡ, khác biệt hẳn so với các thị nữ của cung khác. Thế nhưng việc họa tiết trên trang phục của cung nữ này giống với trên bộ đồ của hoàng hậu Phú Sát Thị khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng thắc mắc. Bên cạnh những bộ trang phục sặc sỡ, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra điểm trùng hợp giữa chữ Thục trong Trinh Thục và trong Thục gia Hoàng Quý Phi. Được biết sau khi gia Quý Phi mất, vì thể diện của Ngọc Thị, Càn Long đã truy phong bà làm Thục gia Hoàng Quý Phi. Liệu hai chữ Thục này có thật sự liên quan đến nhau như người hâm mộ đồn đoán? Sau khi giả mạo nét chữ, Vu Khống Như Ý tư thông với An Cát đại sư, Trinh Thục đã bị đuổi về nước. Sau đó Gia Quý Phi liền bỏ tham vọng trở thành hoàng hậu, nhưng vẫn bị phế hết danh hiệu vì quá khứ cùng sự bất kính với Như Ý. Phải chăng những hành động ác độc năm xưa của Kim Ngọc Nghiên là do Trinh Thục kích động từ phía sau?